Em xin kính chào tất cả anh em đam mê audio nhá. Hôm nay Gia Nam lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một cặp loa. Cặp loa đến từ hãng Uzer. Một cặp loa đã đi vào huyền thoại của dân audio toàn thế giới. Cặp loa này thì không riêng gì audio Việt Nam và cả toàn thế giới đều công nhận nó là một trong top những cái cặp loa nhỏ với mức tiền rất là thấp mà hay. Đấy. Cặp loa này thì nó đi vào huyền thoại rồi. Và hiện tại là cặp loa này em ship trực tiếp từ bên Nhật về anh em nhé. Loa đang còn nguyên cả thùng xốp và có cả vải bọc của nó đầy đủ anh em nhé. Vải bọc thùng xốp đầy đủ, cho nên là nó giữ được cái nét đẹp của nó quá đẹp, quá hoàn hảo. Và cái model này là một cái model của Uzer 520 đời 2 cầu anh em nhé. Em quay trực tiếp cho anh em xem này. Tuyến loa siêu đẹp. Tuyến loa siêu đẹp anh em nhé. Tuyến loa không phải bàn cãi nữa rồi. Và cái thùng nó thì là sơn piano màu đỏ. Sơn piano màu đỏ anh em nhé. Đặc biệt cái đôi này em cảm nhận là nó còn nặng hơn mấy cái đôi một cầu kia và mấy cái đôi khác. Đấy. Cái loa nó đẹp xuất sắc, không có một vệt xước luôn. Bởi vì loa nó còn là nguyên cả cái thùng xốp anh em nhé. Đấy. Và số seri trùng nhau. Loa này là hai số seri của nó là đều trùng nhau anh em nhé. Trùng seri. Đấy. Và là đời loa là đời 2 cầu. Đây là một cái phiên bản chữ ký. Có phiên bản chữ ký đây anh em nhé. Rất đặc biệt. Em thấy rất hiếm gặp luôn. Cực kỳ hiếm gặp anh em nhé. Và cặp loa này thì em báo giá công khai với anh em luôn. Em báo giá công khai với anh em luôn là em bán cặp loa này với giá rất là mềm nhưng không đắt. Và em bán với giá là 10.500.000 anh em nhé. Anh em nào đam mê cái dòng này thì nên thử cho mình đôi này. Bởi đôi này em thấy cực kỳ hiếm chứ không có nhiều. Ít gặp, em bán Uzer cũng khá nhiều nhưng mà cái đôi này là cực kỳ em thấy ít gặp. Đấy, quá đẹp. Và em bán với giá 10.500.000. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhé.